Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến bạn sản phẩm ủng bảo hộ kinh Honeywell UBH0042. Ủng bảo hộ kinh Honeywell kết hợp bảo vệ và thiết kế thời trang, làm từ vật liệu cao cấp chống va đập, nước và hóa chất, phù hợp với nhiều ngành. Sản phẩm này đảm bảo an toàn và nâng cao phong cách cá nhân cho người dùng. Ủng bảo hộ kinh Honeywell UBH0042 có những đặc điểm nổi bật, được làm từ chất liệu chất lượng cao như da lộn hoặc nhựa chống va đập, đảm bảo khả năng chịu áp lực và va đập mạnh. Sản phẩm bảo vệ đa dạng, bao gồm chống va đập, nước, hóa chất và độ dày, phù hợp với nhiều ngành công nghiệp. Thiết kế thoải mái với đệm và lớp lót bên trong giúp giảm áp lực và tạo cảm giác êm ái. Đế ủng được thiết kế để tăng cường độ bám dính trên nhiều loại bề mặt, giữ ổn định trong mọi điều kiện làm việc. Kiểu dáng hiện đại và thời trang giúp người sử dụng tự tin vào phong cách khi làm việc. Cách lựa chọn đúng ủng bảo hộ kinh Honeywell: xác định nhu cầu, nhận diện môi trường làm việc và các yếu tố nguy hiểm cần bảo vệ như va đập, nước, hóa chất. Kiểm tra tiêu chuẩn, đảm bảo ủng tuân thủ tiêu chuẩn an toàn quốc tế và địa phương. Chọn kích thước phù hợp, đảm bảo ủng vừa khít với chân để tránh bất tiện và đảm bảo bảo vệ tối đa. Tính năng cần thiết, lựa chọn tính năng phù hợp như chống va đập, chống trượt. Cảm ơn bạn đã xem.